đi giật cái mũ nha. Cháu muốn sữa bình. Quay lên đăng lên người ta hả, bình luận dữ dằn luôn. Ngồi đắt luôn. Hả? Tôi gì ngồi đắt luôn. Chỗ này hai chỗ còn đứng luôn. Đang quay mà cứ khán giả đi qua đi lại hoài. Rồi. Đang quay rồi khán giả đi qua đi lại hoài. Máng nó cho đủ một cái rồi nó cho mình cái tôi chụp hình thôi, tôi gửi qua, tôi đăng lên Facebook quá trời. Rồi khán giả tới nữa. Ôi quay con chó nữa. Quay đăng lên nè. Rồi đang quay vợ Bạch nè. Sao vậy kìa? Chưa. Dễ.